Kuma Television kết hợp từ lò gấu như là một chiếc TV. Kuma nhìn khá giống nhái lại từ Banda, với khả năng của nó cũng đơn thuần chỉ là tấn công kẻ thù bằng chục móng vuốt mà thôi. Điều thật sự thú vị là phần biển cấm với thể hiện lò gấu vô cùng nguy hiểm trên phần ngực của Bill. Nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đoạn kết thúc Voltech Attack của anh. Còn phần TV, sau khi được kết nối một thời gian, nó sẽ sáng chiếc TV bên phần vai trái của Bill lên để đưa ra một bản tin kỳ quái, giúp anh nhận định cũng như phán đoán tình hình ít nhiều. Phim này có một màn đối mặt khá kịch tính với Calder Ree và đoàn Voltech Attack của nó cũng vô cùng đặc biệt. Khi kích hoạt, chiếc biển báo nguy hiểm của lò gấu sẽ giúp cho Bill hóa khổng lồ và ra một cú vả cực mạnh, giống như cách mà lò gấu hất tung những con cá hồi từ dưới mặt sông lên biến chúng thành bữa tối. Cú vả này có uy lực cực kỳ lớn và gần như khả năng đánh bại một tên Smug một cách đơn giản.